Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục chương 2 cổng logic các định lý thiết kế mạch tổ hợp của môn lý thuyết kỹ thuật số. Sang nội dung thứ 3, biểu diễn các mạch logic tính giá trị ngõ ra. Phần một nhỏ là tìm phương trình từ mạch điện. Bất kỳ mạch điện tử số nào, cho dù rất phức tạp, cũng có thể biểu diễn bằng phương trình của các cổng logic OR, AND, NOT, vì chúng là các cổng cơ bản để xây dựng tất cả các hệ thống số. Ví dụ 201, hãy tìm phương trình của mạch điện này. Mạch điện này có 3 ngõ vào ABC và 1 ngõ ra Y. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm phương trình của Y có mối quan hệ như thế nào với 3 ngõ vào ABC. Cách thức thực hiện như sau. Ta tiến hành viết phương trình cho từng ngõ ra từ trái sang phải. Ta bắt đầu với cổng AND này. Cổng AND này sẽ thực hiện phép toán AND của hai tín hiệu A và B. Như vậy ta sẽ viết tích AND tại ngõ ra của cổng AND này. Sau đó chúng ta tiếp tục viết phương trình của ngõ ra cổng O, và khi đó với mạch điện này thì Y sẽ bằng A AND B rồi O với C. Như vậy chúng ta được kết quả phương trình của mạch điện này Y sẽ bằng A AND B rồi O với C. Sang ví dụ 202, hãy tìm phương trình của mạch điện này. So với mạch điện của 201 thì mạch điện này phức tạp hơn. Mạch này có 4 tín hiệu ngõ vào ABCD và có nhiều cổng logic hơn. Ta cũng thực hiện tương tự. Bắt đầu với cổng NOT. Phương trình ngõ ra của cổng NOT chính là A đảo. Tiếp theo là cổng O. Phương trình ngõ ra của cổng O chính là A, O với D. Tiếp theo là cổng AND có 3 ngõ vào. Và phương trình ngõ ra chính là A đảo, AND với B, AND với C. Và cổng AND cuối cùng là AND 2 tín hiệu. A đảo BC sẽ AND với phủ định của A, O, D. Như vậy phương trình ngõ ra Y sẽ bằng A đảo BC AND với phủ định của A, O, D. Sang ví dụ 203, ta cũng thực hiện tìm phương trình của mạch điện này. Và mạch điện này có rất nhiều tín hiệu A, A đảo, B đảo, A đảo, B đảo, C. Ta cũng thực hiện tương tự. Viết phương trình ngõ ra cho từng cổng logic từ trái sang phải. Cổng AND này thì nó sẽ AND hai tín hiệu A với D đảo. Tiếp theo là cổng O này sẽ O hai tín hiệu A, D đảo, O với B đảo. Tiếp theo là cổng AND này sẽ AND hai tín hiệu A, D đảo, O với B đảo, AND với A. Phương trình ngõ ra của cổng AND còn lại là AND của 3 tín hiệu A đảo, AND với B đảo, AND với C. Và cổng O cuối cùng có phương trình ngõ ra sẽ bằng O của hai tín hiệu này. Như vậy kết quả phương trình của mạch điện này X sẽ bằng A AND với D đảo, O với B đảo, AND với A, rồi O với A đảo, AND B đảo, AND C. Phần 1 tìm phương trình từ mạch điện tạm thời kết thúc ở đây. Ta sang phần 2 vẽ mạch điện từ phương trình. Ở phần 1 vừa rồi, ta đã tìm được phương trình từ mạch điện. Còn ở phần này, ta sẽ làm điều ngược lại là vẽ mạch điện từ phương trình. Và tất cả đều thực hiện thông qua ví dụ. Bắt đầu với ví dụ 204, hãy vẽ mạch điện từ phương trình. Y sẽ bằng NAN của 3 tín hiệu A đảo BC, rồi O với AND của 3 tín hiệu A, C, D đảo. Ta tiến hành từng bước như sau. Phân tích phương trình này, ta thấy nó có 4 tín hiệu ngõ vào là A, B, C và D. Ta tiến hành vẽ 4 tín hiệu A, B, C, D. Và trong phương trình này có 2 tín hiệu đảo, chính là A đảo và D đảo. Cho nên ta tiến hành vẽ 2 cổng đảo để đảo 2 tín hiệu là A và D. Ta được A đảo và D đảo. Bước tiếp theo, ta sử dụng một cổng NAN 3 ngõ vào để NAN 3 tín hiệu A đảo B, C. Đây chính là cổng NAN 3 ngõ vào, sẽ NAN 3 tín hiệu A đảo B và C. Sử dụng một cổng AND 3 ngõ vào để AND 3 tín hiệu A, C với D đảo. Đây chính là cổng AND, sẽ AND 3 tín hiệu A, C và D đảo. Ở bước thứ hai này, ta đã thực hiện xong hai đại lượng của phương trình Y. Bây giờ ta tiến hành sử dụng một cổng O để O hai đại lượng này lại với nhau. Sử dụng cổng O hai ngõ vào, với ngõ vào thứ nhất sẽ nối với ngõ ra của cổng NAND. NAND của A đảo BC
ngõ vào còn lại sẽ nối với ngõ ra của cổng N, N, A, C, D đảo. Ngõ ra của cổng O chính là Y. Như vậy, yêu cầu của ví dụ 204 đã thực hiện xong. Ta đã xây dựng mạch điện cho phương trình này. Sang ví dụ 205, hãy vẽ mạch điện cho phương trình này. Ta cũng thực hiện tương tự. Với phương trình này, ta thấy nó có 3 tín hiệu A, B, C và hai cổng nốt, nốt cho A và nốt cho B. Ta tiến hành vẽ 3 tín hiệu A, B, C và hai cổng nốt để nốt hai tín hiệu A và B. Ta được A đảo và B đảo. Bước tiếp theo, ta tiến hành sử dụng các cổng N để tạo ra các đại lượng này. Và cổng N đầu tiên sẽ N hai tín hiệu A với B. Đây chính là cổng N đầu tiên, sẽ N hai tín hiệu A với B. Cổng N tiếp theo sẽ N hai tín hiệu A đảo và B đảo. Đây chính là cổng N, sẽ N hai tín hiệu A đảo và B đảo. Cổng N cuối cùng có 3 ngõ vào, sẽ N 3 tín hiệu A đảo với B với C. Đây chính là cổng N cuối cùng, sẽ N A đảo với B với C. Bước cuối cùng, tiến hành sử dụng cổng O 3 ngõ vào để O 3 tích này lại với nhau. Ngõ vào thứ nhất sẽ nhận ngõ ra của cổng N A N B. Ngõ vào thứ hai sẽ nhận ngõ ra của cổng N A đảo N B đảo. Ngõ vào cuối cùng sẽ nhận ngõ ra của cổng N A đảo N B N C. Ngõ ra của cổng O chính là Y. Như vậy, yêu cầu của ví dụ 205 đã thực hiện xong, đã vẽ được mạch điện từ phương trình này. Sang ví dụ 206, hãy vẽ mạch điện từ phương trình này. Các bước thực hiện như sau. Ta phân tích phương trình này, ta thấy có 4 tín hiệu A, B, C, D. Tiến hành vẽ 4 tín hiệu A, B, C, D và có một tín hiệu đảo là C đảo, nên sử dụng thêm một cổng nốt để đảo tín hiệu C, tạo ra tín hiệu C đảo. Sang bước thứ hai, ta tiến hành vẽ mạch điện cho phương trình ngõ ra Y, bắt đầu từ bên trong là B, O với C đảo. Sử dụng cổng O, hai ngõ vào để O hai tín hiệu B với C đảo. Rồi sau đó N với D, nên tiếp tục sử dụng một cổng N để N hai tín hiệu B, O với C đảo, rồi N với D. Để dễ dàng giải thích cho các bước tiếp theo, ta tiến hành đặt phương trình ngõ ra của cổng N này là X sẽ bằng D, N với B, O với C đảo. Và thế X vào phương trình này, ta sẽ được phương trình ngõ ra Y bây giờ sẽ bằng A, O với B, rồi N với C, O với X. Và X chính là D, N với B, O với C đảo. Sang bước thứ 3, ta sử dụng phương trình ở bước thứ 2. Ta lấy tín hiệu X, O với C. Khi đó ta sử dụng một cổng O, hai ngõ vào, để O tín hiệu X với tín hiệu ngõ vào là C. Rồi cổng O này sẽ N với tín hiệu B, nên sử dụng thêm một cổng N nữa để N, C, O với X, N với ngõ vào chính là B. Ta được ngõ ra, đặt tên mới là V. Ta có phương trình của ngõ ra V sẽ bằng B, N với C, O với X. Và thế V vào phương trình này, ta sẽ được phương trình ngõ ra Y sẽ bằng A, O với V. Ta sang bước cuối cùng, tiến hành sử dụng một cổng O để O hai đại lượng V, O với A. Đây chính là cổng O, sẽ O tín hiệu V với tín hiệu ngõ vào A. Như vậy, ta đã vẽ xong mạch điện cho ví dụ 206. Phần 2 nhỏ vẽ mạch điện từ phương trình tạm thời kết thúc ở đây. Ta sang phần 3 nhỏ là tính toán giá trị ngõ ra. Mỗi mạch điện logic đều có thể tìm được phương trình ngõ ra. Mức logic ngõ ra cũng có thể xác định được với bất kỳ giá trị nào của các ngõ vào. Và điều này được thực hiện thông qua các ví dụ. Bắt đầu với ví dụ 207. Hãy xác định mức logic ngõ ra Y của mạch điện này. Khi biết giá trị của các ngõ vào như sau: A bằng 0, B bằng 1, C bằng 1 và D bằng 1. Có hai cách để tính toán giá trị ngõ ra của mạch điện. Cách thứ nhất là tính từ mạch điện. Tiến hành cho tín hiệu các ngõ vào A bằng 0, B bằng 1, C bằng 1, D bằng 1 theo đúng yêu cầu của đề bài. Tín hiệu A bằng 0 qua cổng nốt thành 1. Cổng N này với các ngõ vào 1, 1, 1 thì ngõ ra bằng 1.
Cống O sẽ O hai tín hiệu A bằng 0 và D bằng 1, ngõ ra sẽ bằng 1. Qua cổng nốt thành 0 và cổng AND cuối cùng này sẽ AND hai tín hiệu 1 với 0 và kết quả ngõ ra Y bằng 0. Như vậy ta đã thực hiện xong cách thứ nhất. Bây giờ ta sang cách thứ hai. Cách thứ hai là tính giá trị ngõ ra dựa vào phương trình. Từ mạch điện này, ta có thể viết được phương trình ngõ ra như sau. Y sẽ bằng A đảo, N với B, N với C, N với phủ định của A, O với D. Ta tiến hành thay thế các giá trị A bằng 0, B bằng 1, C bằng 1, D bằng 1 vào phương trình này. Ta sẽ được kết quả như sau. A bằng 0, phủ định, N với B bằng 1, N với C bằng 1, N với A bằng 0, O với D bằng 1. 0 phủ định lại thành 1, N với B bằng 1, N với C bằng 1. 0 O với 1 bằng 1, 1 phủ định bằng 0, N với các số 1 này cũng bằng 0. Như vậy, cách thứ hai cũng cho kết quả ngõ ra bằng 0. Như vậy, hai cách là tương đương với nhau. Ta có thể áp dụng một trong hai cách. Ta tiếp tục với ví dụ 208. Hãy xác định mức logic ngõ ra Y của mạch điện này. Khi biết giá trị của ngõ vào A cho bằng 0, B cho bằng 1 và C cho bằng 1. Ta áp dụng cách tính thứ nhất là tính trực tiếp từ mạch điện này. Tiến hành cho A bằng 0, B bằng 1, C bằng 1 theo đúng yêu cầu của đề bài. Tín hiệu A bằng 0 qua cổng đảo tạo ra tín hiệu A đảo bằng 1. Tín hiệu B bằng 1 qua cổng đảo tạo ra tín hiệu B đảo bằng 0. Cổng AND thứ nhất với ngõ vào thứ nhất bằng 0. AND với ngõ vào thứ hai là B bằng 1, làm cho ngõ ra bằng 0. Cổng AND thứ hai với ngõ vào thứ nhất là A đảo bằng 1, AND với tín hiệu B đảo bằng 0, làm cho ngõ ra bằng 0. Cổng AND thứ ba sẽ AND tín hiệu A đảo bằng 1, AND với B bằng 1, AND với C bằng 1, cho nên ngõ ra của nó bằng 1. Ba tín hiệu này O lại với nhau, làm cho ngõ ra Y bằng 1. Sang cách thứ hai, ta sẽ tính giá trị ngõ ra dựa vào phương trình của mạch điện. Từ mạch điện này, ta tìm được phương trình ngõ ra Y sẽ bằng A AND B, O với A đảo AND B đảo, O với A đảo AND với BC. Ta thay các giá trị A bằng 0, B bằng 1, C bằng 1 vào phương trình này, ta sẽ được kết quả như sau. A bằng 0, AND với B bằng 1, O với A đảo bằng 1, AND với B đảo bằng 0. O với A đảo bằng 1, N với B bằng 1, N với C bằng 1. 0, N với 1 sẽ bằng 0. 1, N với 0 sẽ bằng 0. 1, N với 1 bằng 1. 1, N với 1 bằng 1. O với 0, O với 0. Kết quả ngõ ra Y sẽ bằng 1. Như vậy, ta đã tính được giá trị ngõ ra Y theo cách thứ hai và cùng kết quả với cách tính thứ nhất. Ngõ ra Y bằng 1, tương ứng với các giá trị ngõ vào A bằng 0, B bằng 1, C bằng 1. Và phần thứ ba, tính toán giá trị ngõ ra cũng tạm thời kết thúc ở đây. Qua những gì đã trình bày, các bạn xem có vấn đề nào chưa hiểu thì chúng ta trao đổi thêm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và mời các bạn tiến hành xem các video tiếp theo.